Ông già Tác giả Nguyễn Hoàng Phi Đều đặn như những chuyến xe ben Đêm đêm bọn nghiện bonsai lại tụ tập bên bàn trà ven quốc lộ 51 Ngoài thằng hữu chủ sĩ Mặt dày nhất phải kể anh Hoang và tôi Những người khác thì bữa có bữa không Trà vào lời ra Đủ thứ chuyện bonsai nồi chậu có anh kỳ thì bàn trồng cây công trình. Có anh tí cẩu thì bàn xe cẩu. Một đêm cuối đông, tiết trời khô khóc. Những cơn gió bất không đủ sức xoa dịu dòng nhựa đường 51 một nắng. Chỉ thổi lạch bạch tấm bạc quán cốc bên kia đường. Thổi già những lá mai đang xanh biếc trong sân. Chụng đầu vô cái bình tử xa. Bọn tôi đang nói về mai về phiên chợ Tết. Tầm khoảng 8 giờ rưỡi tối, phía trong đám bụi mù xe ben, thấp thoáng ẩn hiện cái bóng lom khom trên chiếc xe đạp liêu siêu. Thằng Hữu vừa rót xong vòng trà, ngẩng đầu nhìn lên. Ông già tới, để em vô nhà lấy thêm ly. Phong cách lính, đúng giờ ghê, tám rưỡi thiệt nè, Tôi chìa cái điện thoại ra giữa bàn. Tiếng thở lạch cạch của chiếc xe đạp già nua mỗi lúc một gần. Rồi như nén thở cố rướng những vòng cuối cùng về đích. Đến sát bàn trà của bọn tôi. Nó rú lên cái két, buông người rệu rã. Ông già dáng người nhỏ thó với đôi mắt u uất kéo chân chim. Nước da cà phê dảo ba phần tư trắng, miệng móm xọm cười cũng móm. Ông đi đôi dép da đóng đinh, quần tay áo sơ mi. Khoác bên ngoài luôn là chiếc áo ký giả màu xám xịt khói bụi. Ông già ngồi xuống bàn, đưa tay quét mồ hôi trắng, tháo cái nón bạc phết hiệu cá sấu đang há miệng kêu trời vì đói rách. Ông phe phẩy phủi bụi Thằng Hữu đặt ly trà trước mặt ông già. Ông uống trà đi, rồi đưa vé số cho con. Ông già chu cập môi móm sọm vì thiếu răng núp lấy chung trà. Lần mò, lôi từ cái bóp đại lý ra cọc vé số dày cộm. Tôi đẩy gói xôi đậu đen vô bàn tay vừa buông cọc vé số. Bữa nay ông lấy nhiều dữ, Ông già chép chép cái miệng tẩm trà đắng. Sắp Tết rồi, tranh thủ chờ. Đợt này về quê ba tháng lận. Ông Hoàng vốn ít nói, cũng buộc miệng. Chà, giữ hèn. Năm nay ông già ăn Tết hoành tráng luôn. Nút được nửa ly thứ hai, ông già muốn sặc. Xua tay phân bua. Đọc có, bà nhà đang bệnh ngoài đó. Ở lại chăm sóc thuốc men cho bà. Khi nào bà khỏe thì vô lại. Ông không có con cái gì sao? Tôi thắc mắc. Ông già đặt cái chung trà xuống bàn. Giọng hạ thấp. Có, mà tụi nó cũng khổ. Lo chạy ăn từng ngày. Treo điếu thuốc lên môi, ông bập bè tiếp mà sẵn đợt này về ở với bà lâu chút. Đi lâu đi hoài bà cũng buồn. Bà kêu về hoài chứ. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Hủ hỉ với nhau. Chứ bà xảy ra chuyện sợ không kịp gặp. Mắt ông già nheo nheo, mờ câm trong khói thuốc. Ông già người Phú Yên phiêu bạc vô đây. Dùng chút sức tàn tìm kế sinh nhai một năm mới về một lần ông nói về hoài tiền xe đò chịu sao thấu được người cùng quê giới thiệu ông lấy vé số bán trước rồi trả tiền sau đại lý cho ông mượn xe đạp vào một chỗ ngủ trong khu nhà trọ phía sau lò gạch ngày ngày dạo khắp các nẻo đường âu cũng thỏa được cái chân sông hồ rong ruổi khi còn chưa nằm một chỗ Ông nói Ông già thích làm thơ Thơ của ông mọc mặt và gần gũi Ông để dành chút tiền Nhờ bạn in ra vài cuốn Rồi đem tặng người quen, bạn bè Thằng Hữu cũng có một cuốn Tôi trách ông già đưa súng cho thằng cục ngón Nó cười hà hà tối ngày Biết móc gì về thơ Nhưng thật ra cái nó nhận là tấm lòng, như tiệm vàng cho lịch vậy. Nó là khách hàng ruột của ông già. Thằng Hữu dúi sắp vé số vô tay ông già. Cắt cái rẹt mới dây nhợ hồi tưởng trong đầu tôi. Nè, con lấy 10 tờ. Đưa ông 200, khỏi thối nha. Rồi như mấy lần trước, nó tặng lại cho tôi và anh Hoang mỗi người một tờ và hứa chúng cũng không đòi lại ông già móc từ trong rốn ra một cọc tiền lựa lấy tờ 100 đưa lại cho thằng Hữu đâu có được con cho ông hoài ông ngại quá Hữu cười hiền ông cất đi để mua cơm ăn mì gói hoài sức đau đập xe ông không lấy con lấy ạ à. bữa giờ thèm hột dịch lộn chay tôi chồm tới với tay về phía tờ tiền. Ông già rút tay lại, nhét tiền vô túi quần thằng Hữu, miệng cười móm sọm. Cất đi cho chú này lấy thiệt đó. Hữu vẫn dứt khoát. Ông không lấy mai mốt con không mua vé số của ông nữa đâu. Tôi bồi thêm. Không cho uống ké trà luôn không phụ sửa xe đạp nữa mai mốt xôi ế của má con chỉ cho mình thằng hữu tiếng cười rộn rã ven quốc lộ năm mốt ắt cả tiếng xe bom xe container giờ giải lao của ông già đổ chừng ba chung trà và một điếu thuốc ông đá cái chân chóng nặng nề rỉ sét tay hô hô tạm biệt hối hả luồn vào bóng đêm đi nhanh kéo mấy tay nhậu tan hàng. Ông thường nói vậy. Thằng Hữu là với theo. Khi nào gần về ghé con lấy ít đồ gửi bắt gái nha ông. Chạy ngược chiều cẩn thận nghe ông già. Cả đám là ó. Cái bóng nhỏ thó ấy lại mất dần trong đám bụi xa lộ, bụi cuộc đời. Một đêm đầu tháng trên trời bị ve chai trộm mất cái van trụ chữa cháy nước đổ như mưa xuống miền khổ ải bàn trà bonsai ven quốc lộ năm mốt chỉ có thằng hữu và tôi anh hoàng bận đi đón con bọn tôi đang tạo dáng lại cây linh sam mới mua về từ trên Long Thành từng đoàn xe ben vẫn đều đặn chạy không có bụi vô kém xong cành rơi tôi phủi tay làm một hớp trà Quay sang thằng Hữu Cũng hơn 8 giờ rưỡi rồi Không thấy ông già Hữu không nhìn tôi Vẫn cắm mặt bức đám lá cuối cùng trên ngọn Chắc mưa quá ổng không đi bán Mơ đi Có mối mười tờ ở đây lũ lục cũng ráng bơi xuồng đi Tôi cười ha hả chọc nó tôi bẻ gần xong cái cành rơi thì ông già đeo áo mưa chờ tới. Nhìn ông như cây linh sam linh thuận và cỗi tám phần lúa gồ ghề, mong manh vài mạch sóng. Thằng Hữu đang loay hoay dọn đống lá, tôi vỗ vai nó. Tới rồi kìa, tao nói mà, có sai đâu. Hữu kéo ghế, con tưởng mưa lớn quá ông không đi. Tôi dời cái chậu cây ra góc bàn và rót cho ông ly trà. Ông già chậm rãi tháo cái áo mưa hiệu Prudential với câu slogan Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Cục một tay, dán băng keo vài chỗ. Vẫn giọng nói vui vẻ ấy. Đi từ hồi 4 giờ chiều lẫn ai biết bữa nay mưa quá trời vừa xoay vòng ngắm nghía cái cây tôi vừa nói ông tới trễ quá thằng hữu hết tiền rồi hồi nãy có con nhỏ kia đẹp lắm tới mời vé số thằng hữu mua sạch tiền rồi ông già tưởng thiệt cười móm xộm có thằng hữu là khoái nhất cười rung bằng hữu tiện tay giật cái áo mưa treo trên cây dù cạnh xe nước mía đưa cho ông già ông lấy cái này mà xài cái của ông rách hết rồi thằng hữu là vậy đó luôn cho đi cho hết dù cái áo mưa đó là của vợ nó mua về bán không phải của nó cái siêu thị trên xe nước mía của vợ nó đứt vốn hoài bẻ xong cành rơi Tôi nghỉ tay chút. Nhìn đồng hồ cũng gần 9 giờ. Tôi hỏi ông già. Ông già đói không? Tôi kêu nhà chùa làm cho tô mì chay rau nấm. Không đợi ông già trả lời. Hữu phán luôn. Ông ngồi đó con đi nấu mì. Rồi nó quay sang tôi. Anh ăn không? Em làm luôn. Thôi đi mày ơi, Ổ bánh mì chấm nước tương tỏi ớt hồi chiều mình ăn vẫn còn trên cổ. Tôi đáp, rồi lại cắm mặt vô cái chi phong nghiên cứu. Bữa nay bán được không ông? Tôi nhìn ông qua tán linh sam trùi lá. Ông già đang tháo cái ống quần sắn tới gối, vuốt thẳng rồi ngước nhìn tôi đáp. Cũng được, Đường vắng dậy chứ bên quán lẩu bò đông quá trời. Ghé đó bán được một mớ. Ông già kể chuyện ngập nước dưới Ngọc Hà. Được một lúc thì thằng Hữu bưng tô mì nghi ngút khói để lên bàn. Ngay trước mặt ông già. Mì của ông nè. Ông với anh cứ ngồi chơi. Đợi con chút con đi trả lời điện thoại. Rồi nó rút cái điện thoại đang réo in ỏi trong túi quần đi ngược vào trong dạ em nghe khỏe không anh dạ 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 ông cứ từ từ ăn khi nào muốn về thì về chứ thằng này mà nghe điện thoại thì nó giả dạ tới sáng tôi nói với ông già dạ. ông cười lịch sự quay sang tôi chú cũng ăn vài miếng Tôi xua cái tay đang cầm nhánh linh sam mới vừa cắt. "Thôi ông cứ ăn tự nhiên, mà khi nào ông muốn về thì đưa con 10 tờ, Lát con bán lại cho thằng Hữu kiếm lời, khỏi chờ nó." Ông già thọc đũa trộn đều tô mì. Hương thơm rầu nấm theo làn khói bay lên, vuốt ve đôi gò má hốc hác của ông. Đôi mắt ông như bừng tỉnh hồi xưa món này là hàng xịn vào những ngày cuối tháng. Khi đóng quân ở những tiền đồn xa xôi, nhất là đêm mưa gió. Cuộc đời của ông, món nào mà chẳng là hàng xịn chứ? Thang lương của lính chỉ ba ngày đầu là hết sạch. Còn đi phép về thành thị là ăn chơi be bét, đổ nợ. Lính mà chú em, phải tự thưởng cho mình hôm nay Ngày mai biết đâu chưa thức đã ăn pháo. Còn cho lính mượn tiền thì hôm sau xuống âm phủ mà đòi. Ông dí dỏm. Rồi thì mấy thằng sống dai lại gặm cơm cá khô, lây lất đợi tháng lương tiếp theo. Phúc chốc, tô mì phơi đáy trắng phếu trên bàn. Ông già nuốt luôn cả làn khói mùi rau nấm. Mưa vẫn rơi, Ông già đốt thuốc, nhìn đâm đâm cây bàn bên kia đường giữa trời rung rẩy. Tặng lạ như tấm bông xô quấn trên vai người lính trong phiên gác đêm mưa. Tôi cũng nhìn theo ông già, chỉ thấy một bóng cây in trên nền trời đầy tia sét. Ủa mà ông già, sao ông ở tù lâu dữ vậy? Người ta lên cung trăng cất nhà ở luôn rồi, ông mới chịu mò ra tôi rót trà cho ông hỏi bưng quơ ông mỉm cười lém lỉnh ra tù rồi quậy tiếp bị bắt nhốt tiếp đợt hai năm bảy mươi lăm những kẻ sống dai ai cần phải đi đã đi ông ở lại với anh em tôi hỏi ông sao ông quyết định ở lại ông già ngây ngô không biết nữa. Thấy anh em kẹt lại quá trời, đi sau đành. Rồi như bao anh em khác, ông đi cải tạo múc mùa. Cơn gió quê hương thổi cánh buồm vô chủ từ Nam Chí Bắc. Thời gian dài đăng đẳng xóa nhòa quá khứ. Ông trở về, thứ duy nhất còn lại là nhiệt huyết. Một lần nữa, những kẻ sống dai nhất trong những kẻ sống dai cần phải ra đi. Ông vẫn ở lại. Tôi lắc đầu. Theo con biết, khi đó Mỹ có chính sách bảo lãnh quân nhân chế độ cũ. Chỉ cần có thời hạn cải tạo trên ba năm là được định cư. Ông thì quá dư để được đi. Ông già nhả một hơi khói, vẫn nụ cười hiền hòa, mắm xòm. Lúc đó nghe có vài anh em vẫn còn hoạt động, đi sau đành. Ông buồn cầu đi sao đành, nhẹ như làng khói thuốc. Dùi điếu thuốc cháy tới cán xuống đất, ông tiếp. Hai thằng bạn thân ra trại chung cũng quyết định ra đi. Tụi nó nói một con én không làm nên mùa xuân. Ông già cười móm sọng giỏi đôi mắt chân chim nhìn anh lính bạn đang trong phiên gác đêm mưa bên kia đường. Ông tiếp. Rồi thì được một thời gian ngắn, lại bị bắt cải tạo tiếp. Lần này lâu à nghe. Mấy ông lính đi hồi trước dắt con cháu về đầy mà tôi vẫn còn ở trỏng. Ông luôn nở nụ cười khi kể về cuộc đời sặc mùi tù của ông. Cái thân gầy guộc, chưa bay hết mùi tù lại phải xông hơi nước tù. Tài tùi vẫn đang căng ra hứng lấy từng lời kể, như một đứa trẻ bới được kho cổ tích. Biết ông đang cười qua tiếng khà khà, nhưng lòng tôi nặng trĩu chỉ cắm mặt uống uống nắng nắng cây linh sam trụi lá chi cành lộn xộn lộn xộn như tâm trạng tôi lúc này lại bẻ gãy vài nhánh làm bonsai thật khó mỗi lần động dao kéo là một trận đánh một quyết định là một bước ngoặt cuộc đời sống chết đẹp xấu đôi khi nằm ở một quyết định nhỏ ranh giới kiển củi mong manh điều cần nhất là phải sống nhưng sống phải có hồn như vậy mới là bonsai không phải cây bờ rào. Ông già không biết làm bonsai. Cây này thua. Ông nói. Ông chẳng biết làm gì ngoài làm tròn bổn phần. Ít ra thì mùa xuân năm ấy cũng có một con én. Cây linh sam này hôm nay lạ. Làm hoài không xong. Cành nhánh cứ đơ đơ. Tôi bỏ ngang, phủi tay uống trà, để mai tính tiếp. Thằng Hữu vẫn đang đi tới đi lui dạ dạ phía sau mấy chậu Nguyệt Quế. Tôi hỏi ông già. Ông có biết bác Trung không? Rồi tôi tả thêm về bác Trung cho ông già nghe. Ông nhíu mày, suy nghĩ, rồi lắc đầu. Thua, không biết ông này. Quán cà phê Hải Đường là nơi tôi quen bác Trung cũng người Phú Yên, cũng bán vé số, nhưng xe đạp lành hơn của ông già chút xíu. Người Bắc Trung cao ráo, toát ra vẻ thanh lịch, đầu bạc trắng, mặt phúc hậu, luôn ửng đỏ vì nắng với đôi mắt sáng, gương mặt trí thức. Ra trường sĩ quan với lon chuẩn úy, sau đó được đặt cách lên trung úy, điều về làm trung đoàn trưởng bộ binh trung úy sữa mới ra trường, lệnh chẳng ai nghe. Lính lắc dưới quyền còn ít hơn ông thượng sĩ già. Những ngày đầu thật khó khăn với ông. Rồi những ngày sau đó còn khó khăn hơn. Chiến trường khốc liệt. Ông bị thương, được chuyển về hậu phương. Rồi chiến tranh kết thúc. Tôi thường uống cà phê sáng vào buổi trưa ở quán Hải Đường nơi họ hẹn với bác trung mỗi khi bác đến tôi hay gọi cho bác chai trà xanh kèm cái bánh chuối nướng để nghe bác kể chuyện vì mỗi khi ra đây tôi thường tấp vô trước nhà ông bảy tuần sau nhà thờ để mua bánh chuối nướng ế bà bán bánh chuối nướng luôn đợi tôi ở đó mỗi khi bán không hết dáng người mập mập nướng chuối riết đen như miên luôn chào tôi với nụ cười súng răng có hôm không thấy tôi ghé bà còn đội mâm chuối nướng vô nhà tìm tôi giờ thì bà đã mất bánh chuối nướng việt kiều campuchia đã tuyệt chủng cái mùi khét lá chuối đã theo bà đi mất bác trung cũng thích bánh chuối nướng chắc tại vì tôi cứ bắt ăn hoài đâm ra quen vị hôm nào bánh ế nhiều tôi còn kêu mang về có lần tôi hỏi bác trung biết ông già không bác trung lắc đầu không ngộ quá người đồng hương xưa là đồng đội giờ là đồng nghiệp nhưng chẳng ai biết ai họ như hai đường thẳng song song chạy dọc cuộc đời những con người kém may mắn, sinh ra không đúng chỗ hoặc không đúng thời điểm. Tuổi đôi mươi ngồi chơi sơi pháo, đến tuổi già tay trắng mưu sinh. Những ông già đời trai chưa biết mỏi. Gần 10 giờ đêm, ai đó đã gắn lại cái van trụ chữa cháy trên trời. Nước không còn rơi nữa. Trời trong trở lại xa xa đằng tay treo lủng lẳng cái lưỡi liềm mỏng lét. Anh lính bàn đứng gác bên kia đường đã ngủ gục. Ông già cũng rồi đi, để lại mình tôi với bao cảm xúc và mười tờ vé số. Thằng Hữu vẫn đang đi tới đi lui, dạ, dạ, sau mấy chậu nguyệt quế. Gió cuốn trôi tháng năm dài anh liệt. Người vẫn còn mà tình chẳng biết đâu. Qua mảnh đời gặp gần xa biển biệt, ngẩn mặt cười, quý nẻo mất bao lâu. Helsinki, ngày 4 tháng 3 năm 2023 Viết cho ông già